Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng hôm nay, ngày 18 tháng 3 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới tính đến đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam đang được giao dịch quanh ngưỡng là 1.748 đô la Mỹ trên một ao, tăng 17 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi biên bản Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vừa công bố cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ đang hướng tới triển vọng tăng trưởng và lạm phát cao hơn trong năm nay. Việc bán tháo chỉ số đô la Mỹ tuyên bố sau FOMC cũng hỗ trợ cho thị trường kim loại. Dù vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn trong vài tháng tới, nhưng thị trường sẽ thấy được một chất xúc tác xuất hiện trong nửa cuối năm để thúc đẩy giá vàng tăng cao hơn. Còn tại thị trường trong nước, trong phiên dịch hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh tăng so với phiên dịch cùng thời điểm này sáng hôm qua. Tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam, giá vàng SJC đồng loạt tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, duy chỉ có SJC Đà Lạt là chưa có sự điều chỉnh. Cụ thể, giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố đang được niêm miết ở mức giá như sau. Tại SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng đều có chiều mua vào là 55,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,82 triệu đồng trên một lượng. Tại SEC Nha Trang cũng có chiều mua vào là 55,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,82 triệu đồng trên một lượng. SEC Cà Mau cũng có chiều mua vào là 55,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,82 triệu đồng trên một lượng. Tại SEC Bình Phước có chiều mua vào là 55,38 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,82 triệu đồng trên một lượng. Tại SEC Huế có chiều mua vào là 55,37 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,83 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Biên Hòa, SJC Miền Tây và SJC Quảng Ngãi đều có chiều mua vào là 55,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,8 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Đà Lạt có chiều mua vào là 47,77 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 48,2 triệu đồng trên một lượng. Tại SJC Long Xuyên có chiều mua vào là 55,42 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,85 triệu đồng trên một lượng. Thưa quý vị, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng các loại hôm nay cũng đã có sự điều chỉnh tăng so với dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua, cụ thể được niêm yết ở mức giá như sau. Tại SJC Hồ Chí Minh từ một lượng đến 10 lượng có chiều mua vào là 55,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,8 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng một cả hai chiều nhiễm 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ, có chiều mua vào là 51,6 triệu đồng trên một lượng và bán ra 52,2 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 4 số 9 có chiều mua vào là 51,2 triệu đồng trên một lượng và bán ra 51,9 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 24K có chiều mua vào là 50,386 triệu đồng trên một lượng và bán ra 51,386 triệu đồng trên một lượng, tăng 198.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 18K có chiều mua vào là 37,079 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 39,079 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 14K có chiều mua vào là 28,411 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 30,411 triệu đồng trên một lượng, tăng 117.000 đồng một cả hai chiều. Vàng nữ trang 10K có chiều mua vào là 19,794 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 21,794 triệu đồng trên một lượng, tăng 83.000 đồng một cả hai chiều. Thưa quý vị, còn tại một số tổ chức lớn, giá vàng hôm nay đang được niêm yết ở mức giá như sau. Tại Doji Hồ Chí Minh có chiều mua vào là 55,3 triệu đồng trên một lượng, tăng 100 000 đồng và bán ra 55,8 triệu đồng trên một lượng, tăng 200 000 đồng. Tại Doji Hà Nội có chiều mua vào là 55,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,8 triệu đồng trên một lượng, tăng 150 000 đồng một cả hai chiều. Tại PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội đều có chiều mua vào là 55,35 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,75 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng cả hai chiều. Tại Phú Quý SCC có chiều mua vào là 55,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,8 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra. Tại tổ chức Mi Hồng có chiều mua vào là 55,45 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng và bán ra 55,7 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng. Tại Bảo Tín Minh Châu có trường mua vào là 56,35 triệu đồng trên một lượng và bán ra 56,8 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Thưa quý vị, còn tại một số ngân hàng lớn, giá vàng SJC cũng đã có sự biến động so với phiên dịch cùng thời điểm này sáng ngày hôm qua. Cụ thể được niêm yết ở mức giá như sau. Tại ngân hàng e Bank, có chiều mua vào là 55,43 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,68 triệu đồng trên một lượng, tăng 180.000 đồng một cả hai chiều. Tại ngân hàng ACB có chiều mua vào là 55,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,7 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng một cả hai chiều. Tại ngân hàng Sacombank có chiều mua vào là 54,38 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 54,58 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại ngân hàng SCB có chiều mua vào là 55,35 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 55,75 triệu đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng một cả hai chiều. Tại ngân hàng Maritam Bank có chỉ mua vào là 54,95 triệu đồng trên một lượng và bán ra 56,05 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi. Tại ngân hàng Tibank Gold có chỉ mua vào là 55,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra 55,8 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng cả hai chiều. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin giá vàng hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 08 2346 5555 55, hoặc địa chỉ email ba biên tập a.invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này ngày mai.